Chào mừng tất cả các bạn đến với hệ thống học IELTS của Lango. Cô là Linh, giáo viên IELTS tại trung tâm luyện thi IELTS Lango. Kỹ năng đọc là một kỹ năng mà khá nhiều bạn mới học IELTS còn loay hoay vì chưa có kỹ năng và từ vựng để xử lý các dạng bài khác nhau. Hôm nay, cô sẽ mang đến cho các bạn 5 tips để cải thiện được kỹ năng đọc của mình. Let's get started! Tip đầu tiên đó là nên tận dụng hết quỹ thời gian làm bài. Khi vào phòng thi đọc, các bạn sẽ nhận được hai loại giấy. Thứ nhất là đề bài và thứ hai là phiếu trả lời câu hỏi. Trong đó, phiếu trả lời rất quan trọng vì nó là nơi ghi nhận các đáp án làm bài của các bạn. Có khá nhiều bạn dành quá nhiều thời gian để làm trên đề thi và không còn đủ thời gian để chuyển câu trả lời lên phiếu đáp án nữa nên đã bị mất điểm. Vậy nên các bạn nên đặt đề thi và phiếu trả lời ở vị trí thuận tiện nhất cho việc đọc và điền câu trả lời ngay lập tức. Để tối ưu hóa thời gian làm bài, các bạn cũng nên làm câu hỏi theo thứ tự khó tăng dần, tức là hoàn thành những câu hỏi đơn giản trước và câu khó mình sẽ để lại sau. Nếu các bạn dành quá nhiều thời gian vào câu hỏi khó sẽ làm giảm thời gian cho các câu hỏi dễ hơn. Vậy nên các bạn hãy bỏ qua các câu hỏi khó và quay lại khi đã hoàn thành hết các câu dễ nhé. Tiếp theo, các bạn không nên đọc nguyên bài trước khi đọc câu hỏi. Đọc cả bài thì mình sẽ tốn thời gian vì việc đọc không có mục đích tìm câu trả lời cho câu hỏi cụ thể. Do đó, các bạn nên đọc câu hỏi trước và quay lại bài đọc để tìm câu trả lời. Như vậy sẽ giúp rút ngắn được thời gian và mình sẽ không phải đọc lại đoạn văn nhiều lần. Một cách khác để tận dụng thời gian trong khi làm bài đó là thực hành đọc nhiều hơn. Bằng cách đó, các bạn biết được điểm mạnh, điểm yếu của mình và có chiến lược làm bài cho mỗi dạng bài khác nhau. Từ đó, chúng ta sẽ không bị áp lực về thời gian và có thể phân bổ thời gian làm bài tốt hơn. Tip thứ hai đó là nên đọc kỹ đề bài. Trước khi làm bất kỳ một dạng bài nào thì các bạn cần chắc chắn rằng mình đã đọc kỹ đề bài chưa. Các dạng bài đọc sẽ khá là tương tự nhau nên sau một vài lần thực hành các bạn mới có thể phân biệt được các dạng bài. Dưới đây là một số lưu ý về các dạng bài thường gặp. Dạng bài True, False, Not Given. Nếu đáp án đúng thì các chi tiết trong câu đó cần phải đúng, không có mệnh đề nào sai. Một số câu hỏi sẽ để thông tin sai trong đó để đánh lừa người đọc nên đáp án những câu như vậy sẽ là False. Dạng bài nối, các bạn không nên gạch đi những đáp án đã được chọn vì có thể ở những câu sau, khi đọc kỹ hơn thì các bạn sẽ tìm được đáp án phù hợp hơn. Nên khi nối, các bạn nên đọc lại các options để chắc chắn rằng mình đã chọn được câu trả lời chính xác. Dạng bài điền vào chỗ trống. Hãy nhớ đừng điền quá số từ quy định cho mỗi chỗ trống nhé. Một kỹ năng bạn nên cải thiện chính là kỹ năng đọc lướt, skimming. Đọc lướt là phương pháp giúp bạn tìm thông tin nhanh hơn. Bạn chỉ cần lướt mắt như chuyển động hình sóng qua bài đọc và không đọc quá chi tiết. Từ đó sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đây là phương pháp được khuyên dùng để chúng ta có thể hiểu ý chính và để tìm thông tin cần thiết nhanh hơn. Để hiểu được bài đọc, các bạn sẽ cần hiểu mỗi đoạn văn nói về vấn đề gì. Ý chính của mỗi đoạn văn thường nằm ở câu chủ đề. Vậy thì câu hỏi đặt ra là chúng ta tìm câu chủ đề ở đâu? Alright, thông thường câu đầu tiên hoặc câu cuối cùng của đoạn văn sẽ mang ý chính của đoạn. Câu chủ đề khá dễ nhận biết vì nó thường thông báo thông tin sắp nói đến hoặc tổng kết thông tin sẽ đưa ra. Đọc web còn giúp các bạn tìm được từ khóa và số liệu nhanh hơn. Số liệu khá dễ để nhận biết hơn là thông tin vì với thông tin chúng ta phải ghi nhớ vị trí ở khoảng nào để đọc chi tiết về nó. Tip thứ tư đó là các bạn nên làm quen với từ mới. Đừng sợ hãi khi vô tình gặp phải những từ mình không biết. Ngay cả người bản xứ đôi khi cũng không thể biết hết được những từ trong bài đọc vì không phải lúc nào từ mới cũng ảnh hưởng đến quá trình đọc hiểu của các bạn. Các bạn nên tăng tốc độ đọc để nắm được ý chính của bài nhanh hơn và hiểu được câu, đoạn văn ngay cả khi không hiểu hết các từ trong đó. Nếu muốn cải thiện từ vựng, các bạn hãy đọc từ sau khi đã làm xong bài kiểm tra đọc. Thực chất, bài IELTS Reading không phải để kiểm tra vốn từ vựng mà để kiểm tra khả năng đọc hiểu ý. Có một số từ vựng chuyên ngành sẽ được để ở một bảng riêng ở dưới bài đọc. Nếu các bạn muốn nâng cao từ vựng thì không thể bỏ qua phần này. Trong một số trường hợp tác giả dùng các từ đồng nghĩa với từ khóa thì việc giàu vốn từ vựng là quá lợi thế. Nhưng nếu không biết thì hãy bình tĩnh đọc thông tin xung quanh để đoán nghĩa của từ đó. Hãy học nhiều từ vựng nhưng không nên căng thẳng quá về việc mình có thể không biết một số từ trong bài đọc. Tip cuối cùng dành cho các bạn
đó là tăng tốc độ đọc. Cách duy nhất để nâng cao tốc độ đọc đó là đọc nhiều và luyện tập kỹ năng đọc. Các bạn nên luyện tập bằng cách làm các bài test để luyện tập đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi để giúp tốc độ đọc được cải thiện đáng kể hơn. Trong thời gian rảnh thì có thể đọc các loại bài đọc giải trí, hài hước và mỗi lần đọc hãy tăng tốc độ hơn lần trước đó một chút. Hầu hết bạn nào cũng có thể loại sách yêu thích của mình, nhưng cô gợi ý các bạn nên chọn những tài liệu hoặc bài báo có độ dài và độ phức tạp tương đương như bài thi IELTS, The New York Times, The Economist or BBC. Cô hy vọng các em đã biết thêm nhiều kiến thức bổ ích về kỳ thi IELTS. Nếu các em muốn đăng ký khóa học IELTS của LangGo, bấm vào link ở dưới video nhé. Tại LangGo, các khóa học IELTS được thiết kế phù hợp với nhu cầu học và lộ trình của từng bạn. Nhớ like, share và đăng ký kênh LangGo để xem nhiều video bổ ích nhé. Cô là Linh của hệ thống học IELTS LangGo. Hẹn gặp lại các em!